Xin gì đấy? Ui, anh Tuyến ơi. Anh Tuyến, làm sao ấy? Anh Tuyến ơi. Ui, anh Tuyến ơi. Anh Tuyến ơi, tỉnh đi anh Tuyến ơi. Anh Tuyến ơi. Anh Tuyến ơi, tỉnh đi. Anh Tuyến ơi. Tỉnh chưa? Anh bị sao ấy? Sao lại ngất đi ấy? Hả? À? Lấy tiền gì ấy? Các anh cấm gì ấy? Ui. Sao sao anh lại ngất đấy? Anh nhìn thấy xương. Xương rồi. Khả năng anh như mình đào. Đào nhầm mộ. Đào nhầm mộ rồi. Rắn này ở canh mộ. Rắn đâu rồi? Em đổ ra rồi. Em đổ ra anh mới tỉnh ấy chứ. Anh ngất lúc lâu rồi. Em vẫn chưa ngồi. Được. Nhìn thấy nhiều xương lắm. Sao thế nên anh chạy phát anh cắm mặt xuống đây luôn. Này anh còn cái xương nữa này. Ừ. Không đụng chạm nữa em ạ. Anh đổ hết rắn đi chưa? Em đổ ra rồi. Vùi lại đi. Trả lại điện trường. Từ đây là mộ rồi. Đây khả năng cái mộ. Anh em sợ quá đấy. Người có mệt không? Hết mệt chưa? Đỡ. Không gì cả. Đấy, mọi người đổ hết rắn đi rồi. Nói chung là bản lem mình không biết nó canh mộ hay không. À, thấy trong đây mình bị như thế là thôi, thả đi rồi. Tưởng đây là cái tổ mối anh em mình mới đào chứ. Anh mới cái tổ mối. Nó ra là mộ mà. Vùi vào không. Trong không phải đi mua đồ thuốc không? Em ra ngoài em mua cho anh cái gì, anh về anh thắp hương. Anh ngồi đây có an toàn không? Em để máy đây thì em chạy ra ngoài đi mua cho anh vàng hương mới xem có cái gì lấy mua về thắp hương nhé. Dạ. Đi đây ngồi đứng đây nhá. Cẩn thận nhá. Mua được cái gì anh? Mua hoa quả với cả đồ thuốc ấy, tăng hương ấy. Anh gặp xong rồi. Hồi nãy cũng chỉ bán được cái đồ này. Có là được rồi anh nhỉ.
nguy hiểm thế đấy. Cầm máy ạ. Mày thấy xương ấy không? Nếu mà xương là sâu hơn nhưng mình để mổ cái đại của mổ tung két ra cũng nguy hiểm lắm. Đây sông không cháy rừng. Mọi người nhớ không nên làm theo anh em mình nhé. Rất là nguy hiểm đấy. Còn mình mà biết trước đây là cái mộ thì của mình không dám đào đâu. Mộ này ai dám đào đâu. Đó to thế nhỉ. Đó to thế nhỉ. Đủ rồi. Ui. Ui. Nha. Ra gà. Thôi chắc không sao đâu. Ghê nhỉ. Kết thúc video tại đây nhé. Anh em mình cũng đi về nghỉ ngơi cho nó khỏe. Anh em mình đi làm cả ngày hôm nay rồi nên mình lại bị nhất chắc là bị mình bị nhập thôi. Mình mệt thế nào ấy, mình nằm vật ra anh em nó đưa vào. Chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người những video tiếp theo nhé.